Đây là điều hòa Panasonic đời mới 2021, hàng cao cấp nhất, loại Inverter 12.000 ZI. Thì bây giờ chúng ta sẽ khám phá bên trong xem nó có thay đổi gì không so với hàng của Nhật nội địa, nó đã giống như hàng Nhật nội địa chưa. Đây là bên trong nha mọi người. Đến đời bây giờ mà Việt Nam mình vẫn sử dụng carbon nhé, vẫn chưa sử dụng van điện từ, van tiết lưu bằng điện, thì điểm của cái van cam này nó sẽ không được tiết kiệm điện như van điện từ như dòng máy của Nhật nội địa nhé. Đấy, được cái là thiết kế chắc chắn hơn so với những đời của từ năm 2018 trở về trước. Dàn to, cả dàn lạnh lẫn dàn nóng to, cực nóng thì chắc chắn hơn, nhưng mà công nghệ thì vẫn lạc hậu, vẫn đi sau Nhật gần 20 năm, chưa có cái chức năng gọi là công nghệ van tiết lưu điện.